Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Em là Quỳnh Phạm và hôm nay lên sóng với tất cả quý khách hàng thì em có một cái sản phẩm vừa mới về kho số lượng rất chi là lớn và đại diện ở đây một cái thùng hàng như thế này. Và em đố anh em biết ở trong thùng hàng này em có sản phẩm gì đấy ạ? Và bây giờ để biết bên trong có những gì các bác cùng em đi khui chiếc thùng này ra nha các bác. Và đây các bác cùng em đi khui chiếc thùng này ra nha mọi người. Mọi người chờ đợi trong giây lát nha. Ôi, các bác ơi, hàng vừa mới về xong. Nói chung là hàng rất là chất lượng và xịn sò luôn. Đố các bác là cái gì đấy ạ? Các bác ơi, đây chính là dòng sản phẩm keo này mọi người ơi. Đây các bác ơi, keo nha các bác nhá. Keo này là dòng keo chuyên dụng để đánh cò nhá mọi người. Đấy, các bác có thể quan sát thật kỹ này. Keo rất là chất lượng luôn. Hàng này em về khui ra và để cắt cho gửi cho các bác đây. Đây các bác nhìn rõ không ạ? Đó, mọi người nhìn kỹ giúp em nha. Hàng này là hàng gì ạ? Hàng này chính là hàng keo cò nha các bác nhá. Keo cò nhuộm màu xanh lá như thế này ngụy trang rất là tốt cho mọi người luôn khi chúng ta đi săn bẫy. Đây, đối với sản phẩm keo cò này là dòng này, dòng keo loại 1, dòng keo VIP luôn các bác. Dòng keo cò màu xanh ngụy trang màu lá mạ các bác. Màu này khi các bác cuốn lên cây này, khi những cái chú cò nhìn không bao giờ phát hiện được ra luôn. Nói chung là cuốn lên cây màu của nó tàng hình còn tốt hơn là ở để trong chiếc thùng này các bác nhìn này. Keo chất lượng hàng này là hàng Pro nha các bác nhá. Hàng VIP luôn nhá các bác nhá. Và em Quỳnh cũng xin gửi hàng toàn quốc luôn. Anh em có nhu cầu sử dụng dòng keo xanh này qua shop ủng hộ cho em. Này các bác nhìn chất lượng này, thực sự luôn tay của em không thể nhấc được lên luôn mọi người. Nó dính quá chặt luôn mọi người ơi. Đây các bác ơi, nó dính quá chặt luôn anh em ơi. Hàng này là hàng keo VIP Pro nha các bác nha. Giá chỉ có hơn 200.000 một cân thôi các bác ơi. Đây các bác nhìn keo này, nói chung là không để lôi được ra đâu luôn mọi người ơi. Đối với sản phẩm này các bác nha, các bác đánh trời nắng bao cho các bác luôn, không chảy keo luôn. Khi bác đánh trời nắng bao các bác không chảy keo luôn. Và đối với sản phẩm keo bên nhà em có cả keo mùa đông luôn cho mọi người luôn nhá. Mùa đông mùa hè đều có keo hết, riêng keo cò này. Đó, bên em về số lượng rất lớn, về được 20 thùng các bác ạ. Và em chỉ đại diện ở đây được một thùng nhỏ nhỏ như thế này để làm video cho anh em xem về chất lượng thôi. Đây em quay gần cho anh em xem này. Đây quay gần cho mọi người xem nhá. Đấy, các bác nhìn kỹ về chất lượng giúp em này các bác này. Đó, các bác nhìn chất lượng keo này. Đấy, các bác nhìn keo không? Keo rất là chất lượng luôn các bác ơi. Đây để mấy cho mọi người xem. Đấy khi các bác cuốn lên cây này. Đấy các bác nhìn này. Đó các bác nhìn thấy keo không ạ? Đó các bác nhìn thấy không? Độ keo này thì khỏi phải nói rất là dính luôn. Quá dính luôn và quá là dai keo luôn anh em ơi. Anh em nhìn này. Đó. Anh em nhìn thấy không? Nhìn như kiểu một cái lớp màng ấy các bác. Đó, hàng này là hàng VIP Pro luôn nhá. Riêng em Quỳnh bán em chỉ lấy hàng loại 1 và hàng đẹp về để bán cho mọi người thôi. Chứ em Quỳnh không bán hàng loại 2. Và em cũng không bán hàng keo rẻ tiền. Đây các bác nhìn hàng keo cò này. Đấy anh em nhìn thấy không? Vừa dính vừa dai luôn anh em ơi. Nói chung là vào thì không bao giờ sẩy đâu anh em. Hàng này là hàng keo xanh ngụy trang như này anh em nhá. Nói chung là em không thể nhấc được cái này ra, tí nữa em phải thao tác nhờ người ấy như này ra thì em không biết làm. Đấy các bác thấy không? Này các bác nhìn keo này. Đó keo cò nhá. Bên ngoài keo cò này ra bên em Quỳnh có cả keo, gọi là keo xẻ cho anh em luôn nhá. Hàng chất lượng cho anh em luôn. Anh em có nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm này qua shop ủng hộ cho em nhé. Hàng thì rất là chất lượng luôn. Đó anh em nhìn thấy không? Này độ dai này các bác nhìn này. Độ dai này, độ dai và độ dính này. Anh em ơi nhìn dính chặt ở đây luôn rồi. Em cho tay này vào dính chặt đây không nhấc ra được nữa rồi mọi người ơi. Và ngoài sản phẩm keo này ra bên em đầy đủ phụ kiện săn bẫy, loa đài âm ly, đầy đủ lưới trài nhận gia công cho anh em nhá. Anh em có nhu cầu qua shop ủng hộ cho em nhá. Và kết bạn hai số Zalo em để ngay ở góc màn hình này để chúng ta được tư vấn, hoặc ở những đường link ở bên dưới những cái phần mô tả này, anh em cứ vào đấy để được tư vấn rõ hơn về nguồn hàng các bác nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, chúc tất cả anh em đam mê và thành công hơn nữa. Xin chào toàn thể anh em.